Đúng vậy, thua. Thua triệt để, không có chút nghi ngờ nào cả. Có thể nói cho ta biết tên của võ du học ký vừa rồi của các ngươi hay không? Tam tự đấu khả sư hỏi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Hắn thật sự không biết gọi tên là gì. Sau lần thứ nhất sử dụng, hắn cùng với Cổ Nguyệt đều hôn mê rất lâu, tỉnh lại cũng không dám tiếp tục thử nghiệm. Ngày hôm nay là lần thứ hai, có lẽ bởi vì có một chút thích ứng, hơn nữa thực lực tăng lên, bọn họ lại không bị ngất đi như lúc trước. Nhưng mà danh tự này vẫn có một chiếc trường nghĩ ra. Thần Long Biến. Thanh âm có một chút khàn khàn của Cổ Nguyệt vang lên. Thần Long Biến. Tam tự đấu khả sư cười khổ một tiếng. Các người thắng. Đường Vũ Lân lúc này cười cười, sau đó cứng rắn chống đỡ, giơ tay phải của chính mình lên hướng về các khán giả trên khán đài đã từ lâu yên lặng như tờ, vẫy vẫy tay thong song mà kiêu ngạo, cuối cùng đụng thẳng một ngón trỏ đưa lên môi làm ra một dấu hiệu cấm khẩu. Ta giải lúc này đỡ cánh tay của hắn, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Không đi nữa, nhân sang người ta mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để làm cho bọn họ nhấn chìm. Ngươi thật không hổ là kẻ tham ăn. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi, ủa cái này liên quan gì? Ta giải lừa một cái sẽ nói, thế trọng của người quá lặng, nghe không hiểu hay sao? Đường Vũ Lân lúc này không hé răng, yên lặng hướng về trên người hắn đè lên. Ta giải lần thứ hai lừa một cái. Đường Vũ Lân cay đầu nhìn về phía của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lúc này đang nhắm hai mắt trở lại, phần lớn trọng lượng đều đặt ở trên người của Hứa Tiểu Ngôn. Thật sự gọi là thần long biến ư? Người lâm thời cũng là chế tên à? Cổ Nguyệt mở hai con mắt nhìn về phía của hắn nhẹ giọng nói, thần long biến đệ nhất biến, thần long sơ tinh. Đường Vũ Lân lúc này kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có đệ nhị biến? Cổ Nguyệt suy yếu rồi nói, thần long cửu biến. Đường Vũ Lân vẻ mặt có một chút kỳ quái, nhưng mà thực sự là đã quá suy nhược rồi, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chỗ 6 người bọn họ đi qua, tất cả các môn sinh và lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Bất luận bọn họ không muốn thừa nhận cơ nào, đều phải công nhận thực lực của 6 học viên đến từ chính sử lại các học viện này. 6 đối với 6, số tình huống bên mình có 3 tên tứ hoàn hồn sư, có 2 đại võ dùng học kỹ vậy mà vẫn thua, thua triệt để đó. Lại như vị trung liên nhân đầu tiên đã nói tới, bọn họ nhìn thấy sự chênh lệch, chân chính nhìn thấy sự chênh lệch. Gian nan vào thang máy, đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng coi như là ra khỏi Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Không có không mình đồ phản phất tràn ngập một tầng ký tức kỳ dị. Thời điểm mà bọn họ rời khỏi đại môn không khỏi sợ hết hồn. Ở ngoài cửa của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện lúc này đã bị dòng người vây chặt đến mức không lọt lửa một giọt nước. Cuộc tranh tài lúc nãy đã là được phủ sóng hết thảy mảng lớn của Minh Đô, bất kể là ở trong nhà hay là khu vực công cộng, không biết bao nhiêu người đã chứng kiến một hồi quyết đấu ở cấp độ thiếu niên vừa rồi. Người ở phụ cận đều muốn tận mắt nhìn thấy 6 tên thiếu niên năm nữa của sử lấy các học viện đến tuổi cùng là hình dáng gì, lại có thể cường đại như vậy. Hít sâu một hơi, lại ăn một cái khôi phục đại bào thịt. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, không thể cảm giác được suy yếu lấy đi ý thức của chính mình. Cổ Nguyệt ở bên kia đang nhắm chặt hai mắt, không biết ý thức vẫn còn tỉnh táo hay không. Nếu như vào lúc này có một chiếc xe thì thật là tốt. Đường Vũ Lân ở trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng mà đáng tiếc chiếc xe của bọn họ đã vứt ở bên đường cao tốc. Thời điểm hắn vẫn còn đang cảm thán, đột nhiên thì một vệt sáng từ trên trời sáng xuống, một chiếc hồn đạo xa tràn ngập lưu tuyến cứ như vậy từ không trung lao xuống, vững vàng đứng ở trước mặt của bọn họ. Cửa xe lúc này mở ra, thanh âm lạnh như băng từ trên trong truyền đến. Lên xe, chính là Vũ lão sư. Nào cần đợi nói thêm lời nào, 6 người dồn dập tròn lên xe. Chiếc hồn đạo phi xa này của Vũ lão sư không được tính là có chỗ ngồi khá ổn. Bọn họ 6 người ngồi vào mặc dù chút chật, nhưng nói chung vẫn ổn. Tay cửa, phi xa trên không trung bỗng nhiên tăng tốc, bắn thẳng lên trên, nhảy vào không trung mà đi. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, phòng hội nghị cấp cao. Nói một chút đi. Đối với cuộc tranh tài ngày hôm nay, mọi người có ý kiến gì hay không? Ông lão ngồi ở chủ vị sắc mặt âm trầm nói. Không biết nên nói là cái gì cho phải. Một người trung liên ở vị trí đầu não dưới hắn một bậc thở dài một tiếng. Bất luận là từ võ hồn hay là thực lực cá nhân mà xem, chúng ta đều vốn là hơn hắn, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn là thua. Ở bên trong 6 tên hồn sư đối phương, có một tên là thực phẩm hệ hồn sư. Sức chiến đấu chủ yếu chỉ có 5 người. Người gây chú ý nhất chính là tên Đường Vũ Lân kia, chính là bởi vì hắn trong nháy mắt đánh tan Long Trần. Lúc này mới khiến cho cảm thán cũng là thắng bại chao đảo. Mà đến tận hiện tại ta vẫn không hiểu được vì sao Long Trần lại bại nhanh như vậy. Tư thân phi đấu phía sau có thể nhìn ra được, thực lực của Đường Vũ Lân tuy rằng không yếu, nhưng mà Long Trần hẳn là so với hắn chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu kém mới đúng.
Ta mới vừa hỏi dò qua Long Trần, Long Trần nói, thời điểm hắn đối mặt với Đường Vũ Lân, tự thân hồn lực lại như là sản sinh ra sợ hãi, tự lùi bước, khiến cho hắn không cách nào phát hiện ra được thực lực chiến đấu chân chính. Đặc biệt là cuối cùng, thời điểm mà bọn họ sử dụng ra thất thải võ hồn dung hợp kỹ kia, lực áp bách càng mạnh hơn, thật giống như loại hình năng lực uy thế. Ông lão mở miệng lần nữa rồi nói, không phải là uy thế, hẳn là võ hồn áp chế, võ hồn cùng thuộc tính, người bề trên áp chế đối với kẻ dưới. Làm sao có khả năng? Lời này vừa nói ra, đông đảo cao tầng của Nhật Nguyệt Hoàng Sơn Hồn Đạo Sư Học Viện ở đây, ở trên mặt đều tràn ngập vẻ khó tin. Đúng đấy, làm sao có khả năng? Võ hồn của Long Trần lại chính là Quang Minh Thánh Long đấy, đó là võ hồn đứng hàng đầu, bản thân cũng đã là võ hồn biến dị, là bọn họ không biết tiêu hao bao nhiêu tâm lực mới thu được hắn gia nhập vào Nhật Nguyệt Hoàng Sơn Hồn Đạo Sư Học Viện. Vốn mục tiêu của Long Trần là xử lý các học viên, bọn họ dùng tài nguyên tốt nhất mới lôi kéo được hắn ở lại đây. Ở bên trong hồn thú thuộc Long tộc, Quang Minh Thánh Long này của hắn hẳn là cao nhất rồi, làm sao có khả năng lại có Long tộc võ hồn có mạnh hơn cả hắn nữa đây? Sự thương đặt ở trước mắt không cho phép chúng ta không tin. Võ hồn của tên Đường Vũ Lân kia hẳn là nhất mạch kế thừa với Quang Minh Thánh Long, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn. Long tộc võ hồn chủng loại đông đảo, như là vị thú thần ở bên trong Tinh Đấu Đại Sơn Lâm trước kia, tầng cấp của nó còn bên trên cả Quang Minh Thánh Long. Ông lão thản nhiên nói, ánh mắt của hắn trước sau nằm ở trong trạng thái suy tư. Thân là viện trưởng của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, trận chiến này hôm nay đối với hắn đã là đả kích cũng không hề nhỏ, nhưng ngoại trừ thống khổ do đả kích đem lại mang nhiều hơn là sự suy tư về sự chênh lệch lẫn nhau. Thế hệ trẻ lứa này của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện được hắn ý ký thác kỳ vọng cực kỳ là cao. Tổ hợp 6 người này kỳ thực còn có một người nữa, tổng cộng là 7 người, được bọn họ xưng là Diệt Thế Thất Tinh. Hy vọng bọn họ tương lai có thể đại biểu cho Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng với xử lãnh các học viện tranh đấu. Vậy mà không đợi Diệt Thế Thất Tinh kịp tỏa sáng, đã bị người của xử lãnh các học viện tới cửa khiêu chiến, đồng thời còn đại bại thua thiệt. Chuyện này nhất định là một âm mưu, nhất định là xử lý các học viện biết chúng ta có một đoàn đội như vậy, chuyên môn chuẩn bị nhắm vào cho nên mới bị thua. Ngài nói vị kia ở Tinh Đấu Đại Sơn Lâm lúc trước, chính là Kiềm Nhãn Hắc Long Vương Thú Thần Đế Thiên đúng chứ? Một vị cao tầng lớn tuổi nói. Ông lão gật gật đầu, là hắn. Tinh Đấu Đại Sơn Lâm sở dĩ vẫn không bị san bằng bình địa, cũng là bởi vì ở bên trong thế giới hồn thú còn có một vị như thế tồn tại. Vị này tu vi vượt quá 80 vạn năm, là hồn thú chi vương chân chính, hắn có thể hóa thân thành nhân loại, lực phá hoại của bản thân, coi như là tứ tự đấu khải sư, cũng không biết là phải cần mấy vị mới có thể đem nó đánh bại. Năm đó đã thử tiến hành vây quét đối với nó, cuối cùng cũng để nó trốn thoát, vì không muốn khiến cho nó điên cuồng, nên mà hạt nhân quyền của Tinh Đấu Đại Sơn Lâm hiện tại mới vẫn được bảo lưu, cũng bị đánh dấu là cấm địa. Võ hồn của tên Đường Vũ Lân kia, theo một ý nghĩa nào đó, khí tức của Quang Minh khẳng định không phải là cùng một loại hình với Kiềm Nhãn Hắc Long Vương. Xem ra hắn là một loại long tộc võ hồn đỉnh cấp khác. Bị xử lý các học viện phát hiện ra, hắn hiện tại mới là tam hoàn cô đan nắm giữ giả hữu linh kim loại nhất tự đấu khải. Tương lai tiền đồ của người này là không thể đo lường. Nghĩ biện pháp điều tra tư liệu của hắn, còn có người tên là Cổ Nguyệt kia cũng thật không đơn giản. Ba quả cầu lớn ban đầu của nó lại có thể đem võ dùng hợp kỹ của chúng ta tiêu hào hơn nữa. Tuy rằng chỉ là một lần duy nhất ra tay, nhưng lại là một khâu cực kỳ trọng yếu ở trong cuộc chiến đấu này. Thực lực của Diệp Tinh Lan lại càng ở bên trên lưu sương. Tinh thần kiếm pháp của con bé cũng đã tăng đường nhập thất. Còn có con bé phóng thích ra kim quang nữa. Kỹ năng khống chế của nó phi thường bá đạo. Lúc đó ngay cả Bằng Tuyết Nữ Thần cũng đều bị con nhóc khống chế ở trong nháy mắt. Vì lẽ đó, dù cho là so sánh một trò một, thực lực của 6 người đối với đối phương của chúng ta bên chúng ta này, khoan nghiên cứu lập tức là thâm nhập. Nghiên cứu cuộc tranh tài này, ta muốn số liệu phân tích cận kẽ nhất. Vâng. Lên xe, Đường Vũ Lân ngẹo đầu, liền ngất đi. Hắn quả thật là không sống thêm được. Ở bên trong quá trình thi đấu, hắn đã gánh vác phần lớn áp lực, hơn nữa cuối cùng, thứ mà được Cổ Nguyệt tạm thời gọi là thần long biến thực sự tiêu hao quá lớn. Võ hồn dung hợp kỹ này không chỉ hấp thu ra hồn lực, huyết mạch lực lượng, tinh thần lực mà tất cả đều tiêu hao kịch liệt. Ở trong quá trình hồn mê, trong đầu của Đường Vũ Lân lúc này hiện lên một vài ảo giác, thân thể cũng tự hồ là bất chỉ bất giác phát sinh ra một vài biến hóa nhỏ bé. Tầng phong ấn thứ tư này mơ hồ đã xuất hiện ra vết sách. Tỉnh lại, từng tiếng vang ở bên tai, Đường Vũ Lân giật mình một thoáng, mở hai mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại đến điện đường ở lơ sâu ở trong óc của mình, đứng ở trước mặt bất ngờ chính là Lão Đường. Lão Đường, Đường Vũ Lân lúc này mừng rỡ kêu lên, hắn đã rất lâu chưa gặp lại Lão Đường. Người tên tiểu tử này thực sự là không khiến cho người ta bớt lo được mà. Lão Đường thở dài một tiếng, Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, Lão Đường, làm sao vậy? Lão Đường lúc này lại nói,
đã phong ấn thứ tự của ngươi, nhiều nhất còn có thể chống đỡ được 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải tìm đủ 4 loại thiên tài địa bảo lần trước ta nói cho ngươi. Từ đó thì có thể đảm bảo rằng đột phá thành công. Sao? 3 tháng? Điềm Vũ Lân lúc này trợn mắt khóa ngoác mồm nhìn hắn. Thời gian này quả thực là quá gấp gáp. Ngài không phải nói là vẫn còn sớm lắm hay sao? Lão Đường lúc này lại nói, nguyên bản vốn không có vấn đề gì, hơn nữa cường độ thân thể của người phát triển cực kỳ nhanh, tương lai việc chống đỡ những đạo phong ấn đầu tiên sẽ không thành vấn đề. Thức ăn của người hẳn là rất tốt, cường độ thân thể vững bước tăng lên, nhưng không biết tiểu tử người làm cái gì, phong ấn Kim Long Vương kia lại tự mình buông lỏng. Đạo phong ấn thứ tư này đã xuất hiện vết sách. Tinh hoa Kim Long Vương được nó phong ấn đã bắt đầu dao động, coi như là người không dùng kích, không tốn thời gian dài nó cũng sẽ bị phá tan. Khi đó, những năng lượng này sẽ xung kích thân thể của người, rất có thể sẽ đem lại cho người nguy hiểm. Trước tiên nói cho ta nghe một chút, gần đây nhất định là người đã làm những thứ gì. Đường Vũ Lân lúc này ở trong lòng hơi động, trước tiên đã nghĩ đến võ hồn dung hợp kỹ của hắn cùng với Cổ Nguyệt. Võ hồn dung hợp kỹ, hắn bật thốt lên nói. Võ hồn dung hợp kỹ, lão Đường kinh ngạc nói tiếp. Có người có thể cùng với người triển khai ra võ hồn dung hợp kỹ sao? Chuyện này là không thể nào. Đường Vũ Lân lại nói, hẳn là võ hồn dung hợp kỹ. Cổ Nguyệt nói, võ hồn dung hợp kỹ này của chúng ta gọi là thần long biến. Còn có cái gì mà là thần long cửu biến? Cụ thể ta còn chưa kịp hỏi nàng, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lập tức thì hắn đem tình huống chứng minh cùng với Cổ Nguyệt sử dụng thần long biến tỉ mỉ giảng giải lại một lần.